Hôm nay là 23 tháng 12, 2023. Cả nhà mình sẽ đi qua bên Đức đi coi cái chợ Giáng sinh. Hôm nay là ngày cuối của chợ Giáng sinh, nên là không biết mấy giờ người ta mở cửa tới mấy giờ. 8 giờ. Bây giờ là 3 giờ rưỡi chiều, ở nhà mình mới đi đi qua tới nơi cũng phải 5 giờ 5 rưỡi đó. Đi qua tới. Xin mời cả gia đình, cả nhà cùng đi theo gia đình nhỏ của mình đi sang xem, sang Đức xem chợ Giáng sinh Oberhausen nhé.
trí tụi nó ăn cái gì thì tụi nó đặt. Hay là nói tụi nó là mình Opstaan, opstaan, opstaan. Yatma. Yola bak. Hast du dich entschieden, Papa? Ja. Okay. Ich habe sogar Becher von denen. Ich fand den ersten Mal auf den Stop talking, thank you.
Hoe heb je nodig? Weet niet, maar hij zei dat ze daar weer automatisch gaan. Nee, heel lang, duur heel lang. Wacht. Is hier, ja, daar kies. Thank you.
Euro. Die 100 greifen weg zu 500.
Die Freunde sind sehr. Da passt der genau. So, hey, jetzt will ich auch hier haben. Thank you.